mình là một người sống bằng 3 phần lý trí và 7 phần cảm xúc. Và mình là một HSP. Nếu như bạn chưa biết thì HSP là viết tắt của Highly Sensitive Person. Trong tiếng Việt có nghĩa là người có độ nhạy cảm cao. Nói một cách dễ hiểu thì HSP là người thường có những phản ứng nhanh, mạnh và thái quá đối với những dấu hiệu, những thay đổi dù chỉ là rất nhỏ. Và chính điều này cũng khiến cho chúng ta nhiều khi nghĩ rằng mình là một kẻ không bình thường và trong đầu luôn luôn thường trực những câu hỏi đại loại như là tại sao mình lại không giống mọi người nhỉ? Mình có bị làm sao không? Có phải là mình bị thần kinh hay là tâm thần phân liệt gì đó không? Nhưng thực sự thì chúng ta chỉ là những người quá nhiều cảm xúc mà thôi. Và tất nhiên thì số HSP là nữ giới luôn cao hơn nam giới và 70% HSP là người hướng nội. Theo như một nghiên cứu của tiến sĩ tâm lý học Elaine Aron, bà cũng là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ HSP. Và nếu như bạn cũng là một HSP giống như mình, thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Vậy thì làm thế nào để biết mình là một HSP hay ai đó có phải là một HSP hay không? Có 3 dấu hiệu cho thấy bạn đích thực là một HSP. Thứ nhất là nhạy cảm về chính bản thân mình, thường xuyên lo lắng, căng thẳng, tự ti hay là so sánh mình với người khác. HSP luôn cảm thấy mình không đủ tốt và thường tự cho mình là nguyên nhân của những điều tồi tệ. Thứ hai, nhạy cảm về người khác. Chỉ cần một lời nói bâng quơ của một người ngoài thôi là cũng khiến cho HSP cảm thấy tổn thương và phải rất lâu sau đấy thì mới có thể bình thường trở lại. HSP lúc nào cũng nghĩ ngợi và lo lắng về những nghĩ ngợi và lo lắng của người khác. Không biết là mình có làm gì, nói gì sai không ta? Không biết là người ta có nghĩ xấu về mình không? Không biết là họ có biết mình khác người như thế nào không? Vân vân và mây mây. Trong tình yêu thì HSP cũng thường thần thánh hóa, lãng mạn hóa những trải nghiệm cảm xúc khi ở bên người ấy và cũng thường làm quá nỗi đau khi thất tình. HSP cực kỳ mít ướt vì bạn ấy có quá nhiều cảm xúc và dù có muốn thế nào đi chăng nữa thì những cảm xúc đó vẫn cứ tuôn trào khi nó muốn. Thứ ba, nhạy cảm về môi trường xung quanh. HSP thường cảm thấy không thoải mái khi ở giữa đám đông hoặc là những nơi có nhiều tiếng ồn, ánh sáng chói lóa hay là nhạc dập xình. Có lần, mình còn không xem nổi 30 phút của bộ phim ở rạp vì có quá nhiều tiếng động và mình phải ra ngoài ngay lập tức. Mỗi khi đọc báo hay là lướt web và các trang mạng xã hội, mình cũng rất hay bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những tin xấu, những tin tức về cướp, giết, hiếp, tự tử, khiến mình cảm thấy thế giới này thật đáng chết. Vậy thì cái sự nhạy cảm quá mức này của HSP có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và cả bản thân bạn ấy? Nhiều năm liền thì cậu bạn này đã đem lại cho mình không ít rắc rối. Từ chuyện học tập, công việc, cho đến tình cảm cá nhân, rồi những mối quan hệ xã hội. Cùng một sự việc thôi thì đối với những người bình thường, ý mình là những người mà không quá nhạy cảm ấy, khó 1 thì HSP sẽ khó 10. Sự lo lắng và tự ti khiến HSP dễ dàng bỏ qua những cơ hội tốt, sự dễ xúc động, dễ tổn thương, khiến HSP khó mà chấp nhận được những sai lầm và vực dậy sau những cú ngã. Tâm lý tiêu cực khiến HSP thường xuyên phải đấu tranh nội tâm để tự cứu lấy bản thân mình. Thật sự thì nếu không phải là một HSP thì sẽ rất khó để có thể hiểu và đồng cảm với nhóm người này. Giống như việc một người tự sát vậy, nếu như bạn chưa từng có ý muốn tự sát thì không bao giờ bạn hiểu được đâu. Mình đã từng cảm thấy bản thân rất là thiệt thòi khi mà phải nuôi một đứa con có tính cách khó ưa như vậy. Lúc nào cũng bắt mình phải chịu những cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát của bản thân. Mình càng ghét nó bao nhiêu thì nó lại càng gây rắc rối cho mình bấy nhiêu. Nhưng khi mình đã biết yêu thương nó thì nó lại ngoan ngoãn vâng lời và không làm phiền mình nữa.
nhạy cảm không phải là một lời nguyền, mà còn có thể là một phước lành mà Thượng Đế đã mang lại cho chúng ta. Vậy thì HSP nên làm thế nào để có thể trở thành một HSP thật là cư? Hy vọng là xem đến đây rồi thì các bạn sẽ hiểu rằng là HSP cũng chỉ là người bình thường, có những tính cách đặc biệt. Nên nếu như bạn là một HSP thì cũng đừng bao giờ thấy xấu hổ hay là mặc cảm gì về nét tính cách này của mình. Và tiếp theo đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà mình đã trị nó như thế nào. Thứ nhất là chấp nhận sự nhạy cảm như một phần của mình. Đừng bao giờ cố gắng bắt mình phải trở thành một con người khác. Sự nhạy cảm khiến bạn đau khổ, tự ti bởi vì bạn không chấp nhận nó. Bạn thấy nó xấu xí và đáng kinh tởm, rồi coi nó như một thứ khuyết tật trên người mình vậy. Chỉ khi bạn biết cách chấp nhận, yêu thương và sống chung với nó, bạn mới có thể cảm thấy tự tin và lạc quan như bạn muốn. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng cho mình sự lựa chọn đâu, phải không? Nhưng chúng ta có thể lựa chọn cho mình cách sống và thái độ đối với những điều xảy ra xung quanh chúng ta. Thứ hai là khi bạn lên cơn, hãy thật bình tĩnh, đừng làm gì cả, hít thở thật sâu và tự thì thầm với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Không có gì phải lo lắng cả, mọi thứ xung quanh vẫn rất bình thường, chỉ là cái cảm xúc của bạn là không bình thường mà thôi. Một trong những điểm yếu lớn nhất của HSP đó là quan tâm quá nhiều đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Trời ơi, đó là việc của họ, HSP à. Hãy nghĩ rằng bạn thật tốt bụng và đáng yêu. Và sự thật đúng là như vậy mà. Không ai có lý do gì để ghét mình khi mình yêu thương họ cả. Quan trọng nhất, HSP phải học cách tự bảo vệ bản thân mình. Cách đối mặt với những lời chỉ trích, những thất bại, nếu không thì sẽ rất dễ bị gục ngã. Sếp mắng, bạn bè chê cười, bị bồ đá, chả có gì to tát cả. Không có ai quan tâm quá nhiều đến cảm xúc hay là suy nghĩ của bạn đâu. Thay vì là cảm thấy tự ái thì hãy tiếp thu đi, rồi làm sao để mình tốt hơn mỗi ngày ấy. Đó mới là điều nên làm. Khi đó thì HSP mới có thể thấy được rằng là nhạy cảm thực sự là một món quà. Thứ ba là hãy tạo cho mình vài sở thích cá nhân. Với mình thì đó là đọc sách, chơi đàn, học vẽ và học viết. Đó là những thứ khiến mình không bao giờ cảm thấy buồn chán. Đọc nhiều không chỉ giúp mình hiểu hơn về thế giới, về những người xung quanh mình, mà còn hiểu hơn về chính bản thân mình nữa. Và chỉ khi như vậy thì mình mới có thể trân trọng và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Mình cũng tập chơi guitar và cảm thấy âm nhạc là một trong những điều tuyệt vời nhất mà mình biết đến trên thế giới này. Ngoài ra thì có một phương pháp khá là quen thuộc mà HSP có thể áp dụng. Đó là viết morning pages, các trang viết vào buổi sáng và hàng ngày. HSP có quá nhiều cảm xúc và bạn biết điều đó đúng không? Nhưng khi bạn càng giữ nó trong lòng bao nhiêu thì bạn sẽ càng cảm thấy khó chịu và bứt rứt không yên bấy nhiêu. Còn khi thể hiện nó ra bằng câu chữ thì sẽ khác đi rất nhiều. Bạn sẽ cảm thấy bình yên, thanh thản đến lạ. Thường thì khi viết ra bạn sẽ có cảm giác như là ai đó đang lắng nghe những tâm sự của bạn, ở bên cạnh và sẵn sàng chịu đựng bạn. Sẽ không vấn đề gì nếu như bạn không phải là người ưa viết lách. Nhưng cứ tin mình đi, chỉ cần 20 phút mỗi sáng sớm, viết ra bất kỳ điều gì bạn suy nghĩ, có thể vui, có thể buồn, có thể chẳng là gì cả cũng được, nhưng cũng đừng đọc lại. Thế đó, cho đến hiện tại thì mình vẫn luôn cố gắng từng ngày để trở thành một HSP tuyệt vời, ít nhất là trong mắt chính mình. Nếu bạn là một HSP thì hãy chia sẻ với mình những rắc rối mà bạn gặp phải và cách mà bạn vượt qua khi là một người cực kỳ nhạy cảm. Còn nếu bạn không phải là một HSP thì hy vọng rằng là các bạn sẽ hiểu và yêu thương chúng mình nhiều hơn. Đó cũng là một trong những động lực lớn khiến cho chúng mình có đủ dũng khí để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống này. Cảm ơn các bạn và yêu các bạn rất nhiều. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.